chút nữa quý vị ghi nha. Bây giờ nghe thôi, nghe chưa chắc là hiểu nữa, vì tôi giảng là hơi lỏng cổng, mới giảng lần đầu thôi. Hồi đó giờ tôi ít có so sánh, bị nó khó giảng lắm. Tôi cứ lướt qua thôi. Bây giờ tôi thấy phải giảng, Phật tử phải nắm để tu thiền. Rồi hỏi tôi, bà sư tu thiền sao? Sao con ngủ cuộc hoài vậy? Con ngu quá. Không ngu, không ai khôn mà cũng không ai ngu hết. Mà hơn nhau ở cái gì quý vị biết không? Hơn nhau ở cái gì? Không có ai ngu mà không ai khôn. Không ai giỏi mà cũng không ai dở nữa. Người dở sẽ thành giỏi, người ngu sẽ thành khôn. Người không có trí tuệ sẽ trở nên trí tuệ. Nhờ cái gì quý vị biết không? Ai biết đưa tay lên à? Không biết là tôi cạo đầu hết à? Tôi nhờ đứng lên chứ. Có cái micro không? Tôi hỏi mấy cái quan trọng coi. Tôi giảng đã rồi hỏi. Hả? À? Siêng năng. Siêng năng trong đạo Phật kêu là cái gì? Siêng năng trong đạo Phật kêu là cái gì? Hả? À? À, tinh tấn cho tràng pháo tay đi để mà pháp hội này coi vợ chết thì tôi bắt tôi cạo đầu hết đó. Nếu siêng năng đó là kêu là tinh tấn, hay là quý vị còn kêu danh từ là bền, một chữ thôi. Bền quân thì thắng trận, làm hoài làm mãi, làm hoài làm mãi, hãy gõ hoài gõ mãi, gõ gài gõ mãi thì sao? Thì cửa sẽ mở, cửa giải thoát sẽ đưa mình tới đó. Bền không? Từ nay mà ai nói con bị tại gì bởi gia đình con tùm lum là tôi cạo đầu á. Tôi hỏi lúc này tôi tinh tấn không? Con không tinh tấn là con bị, con tại, con gì, con bởi. Tôi muốn vô một tay. Không có bị tại gì bởi nữa. Ai không có bị tại gì bởi? Thì sao lúc này không đi nghe pháp, con bị mấy đứa nhỏ gì kia, rồi con bị con dâu nó sanh đẻ, con phải nuôi nó, tôi muốn vô một tay. Ai không bị gì tái, ai không có hoàn cảnh. Nhưng mà cái thông minh của mình mà sắp xếp, khéo sắp xếp. Trong cái đời tu thì giới định tuệ thì cái gì quan trọng nhất? Giới quan trọng hay định quan trọng hay huệ quan trọng? Giờ tôi giảng nha quý vị, dở cái linh động. Giảng rồi không có cái diệu dụng. Muốn có huệ mà nói có giới là có huệ. Có giới làm sao có huệ được? Ví dụ giữ giới hoài đi rồi có trí huệ hả? Sáng suốt hả? Muốn có giới phải có định. Định là cái tâm yên lặng. Giữ giới là phòng ngừa để mà cái tâm nó yên lặng. Muốn yên lặng thì phải niệm Phật, đếm từ 1 tới 10, niệm Phật cõi đếm. Thì cái đó là định chứ không phải là giới. Mà muốn định thì phải có giới. Mà muốn giới phải làm sao? À, ví dụ muốn giữ giới làm sao? Phải tạo cái hoàn cảnh, cái môi trường cho thích ứng với cuộc sống của mình. Nghĩa là phải luôn luôn gần thầy sáng và bạn lành. Phải gần thiện trí thức, gần bạn lành chứ đừng có bạn ác. Bạn mà nó không giữ giới, nó nhậu nhẹt, nó sát sanh trộm cắp tà dâm, quý vị gần nó là không có giữ giới được. Thành ra người tu muốn giữ giới là phải tìm cái hoàn cảnh thuận lợi. Gần thầy sáng, tức là các nhà sư, các sư cô mà có tu. Nào, trường trai tiệt dục, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa. Thì đó là những cái thầy sáng. Nó khó kiếm nhưng mà vẫn có. Chứ ông thầy, ông sư cô mà tiền bạc có đống là roi, cất chùa to cột lớn lo. Ăn thì lo, giảng kinh lo thì không có giảng về pháp tu. Giảng sơ sơ tới chừng Phật tử tu không biết sao tu. Rồi giảng tu thì giảng về tu cải sửa, tức là tiến hóa, chưa phải là thầy sáng. Phải pháp môn đối trị rồi pháp môn bát nhã.
hai cái khác nhau sao? Thì thời buổi này khó kiếm, mà nhờ vậy rồi mình mới là giữ giới được. Giữ giới là mình nhờ, bởi vì vô đây đó, ví dụ mà sư cô đàng hoàng, Phật tử tinh tấn, rồi bây giờ một cái pháp hội gì rồi người ta niệm Phật, quý vị chạy xuống dưới ngủ hoặc đi ngồi đây không niệm được không? Họ không, có kỳ. Nếu người ta ngồi người ta niệm Phật, mình nằm dài đó mình ngủ ấy mà làm cho được, còn ở nhà thì được à, không ai nói gì mình được, mình lại nằm ngủ dài cũng được. Ở trong này nhờ có cái tăng thân, nhờ có Phật tử, thành ra mình tinh tấn được. Đó là bản lệnh. Thầy sáng là gặp cái sư giảng pháp và giảng chỉ rõ con đường tu tập cho mình. Nó ngồi thiền sao, hôn trầm sao, năm truyền cái sao, giờ muốn trừ đó phải làm sao, thì ông thầy đó là thầy sáng chỉ đường đi nước bước, và ông phải có thực hành qua thì chúng ta mới giữ giới được. Mà giữ giới được thì quý vị niệm Phật dễ dàng, ngồi xuống là không có nhớ tùm lum. Còn quý vị sát sanh trộm cắp tà dâm quỷ giao tiếp với bản ác, ngồi xuống nhớ, mình mới đầy lộn với nó hồi sáng, ngồi xuống nó quay lại. Còn gia đình con cái không dạy, nó đi bụi đời, rồi nó về mà nói một, nó nói hai, thì ngồi xuống nhớ không được. Thành ra người muốn giữ giới cho kỹ, phải tạo cái hoàn cảnh xung quanh cho nó thuận tiện cho mình, thì chúng ta giữ giới dễ. Mà giữ giới dễ để tu thiền định dễ. Có tạo hoàn cảnh chưa? Gia đình có lộn xộn tối ngày không? Con cái mình có hiếu hay không? Con cái còn nó bất hiếu, rồi nó chửi con, nó đi chì ke ma túy, phải tại nó không? Hay là tại ai? Mình phải đặt vấn đề cho rõ ràng. Tại con nó hư. Con không có cha mẹ thì làm sao? Con hư là tại con hay là tại cha mẹ một phần? Cha mẹ tạo hoàn cảnh không lo buôn bán, lo kiếm tiền, bỏ bê nó, mới tại xã hội. Thì xã hội nó hư, mà nếu mình che chở, đừng cho nó tiếp xúc xã hội, cho nó bạn lành, bạn đâu phải ai cũng xấu, cũng có học sinh tốt chứ. Tại sao mình không lựa cho nó gần gũi với học sinh tốt, không khuyến khích nó đi chùa, để tới hồi còn măng không uống nó, mà để tới nó lớn rồi già cứng nhắc rồi mình làm sao mà cải sửa nó được? Thành ra quý vị phải tạo cái hoàn cảnh cho thuận tiện. Thành ra cái cô gì ở Úc đó, hôm đó niệm Phật mà là trưởng ban hộ niệm, Phật pháp thật là thâm sâu. Tôi có kể đó, tới chừng cổ sắp sửa, cổ làm trưởng ban hộ niệm, giảng pháp thật hay, đi khai thị cho người ta. Rồi cổ lại có một cái công ty, một cái công trường rất lớn, mấy chục mẫu, cổ điều khiển ở công trường đó. Mà cuối cùng trúng gió một cái á khẩu, không nói được. Thì cổ biết không qua, mới kêu ông bạn đó điện thoại cho ban hộ niệm tới hộ niệm. Nhưng mà ban hộ niệm tới cả trăm người đang hộ niệm, thì ông bạn điển cho gia đình biết, gia đình bên cổ bên mình biết, thì đến cũng 60-70 người. Bên cổ anh em mẹ cha rồi cô bác bà con rồi đến. Mà cái ban, cái pháp môn tịnh độ thì nó đi ngược cái dòng đời, nó không cầu cho sống mà cầu vãng sanh, sống cũng được chết cũng được theo cái số phận của mình, không ai cải sửa nghiệp bằng chính mình, hoặc ai già cũng không làm được. Do đó ban hộ niệm đến đi cầu cho cô giảng sanh thôi, chứ không cầu an, không cầu hết bệnh, mà cầu làm sao giảng sanh. Chứ cầu giảng sanh mà chết thì giảng sanh, mà cầu hết bệnh rồi cái nghiệp hết cũng chết, mà không giảng sanh mình đâu có cầu giảng sanh, mình cầu hết bệnh. Mà A Di Đà làm sao cho mình hết bệnh được? Tôi đi nhiều chỗ vậy, muốn làm hết bệnh thì không có ông Phật nào làm cho mình hết bệnh được. Nhưng mà ai làm hết bệnh? Chính mình. Mình phải có ý chí, mình cải sửa cái nghiệp của mình. Mà gần bệnh gần chết làm sao mà có ý chí? Còn lúc sống ý chí yếu xìu, ăn chay mà ăn còn không được chay trường,
Niệm Phật thì có lúc niệm được, có lúc niệm không được, ý chí yếu xìu thì làm sao mà chuyển nghiệp? Chuyển nghiệp là ông A Di Đà chuyển cho mình hả? Không có vụ đó đâu. Mình phải định lực mạnh. Thành ra tôi lên kỳ rồi ở Sài Gòn có ông đó, ông hết chịu chết. Rồi bà thân nó thì lợi xuất gia, xuống nhất định thỉnh tôi đi, tôi không đi, năn nỉ quá. Tôi thấy cái tâm thành kính tôi lên, ông nói bây giờ sư làm sao cho con của con nó sống thêm. Tôi nói cái đó, tôi làm không được đâu bà. Phật A Di Đà cũng không làm được. Bà nói gì không có cách nào hết, là tôi nói có cách. Nhưng mà chắc làm không được. Chỉ có mình ông đó, ông hấp hối này mới có thể chuyển nghiệp. Ông tạo nghiệp ông phải chuyển cho ai, chuyển cho ông bệnh, ông đói thì ông phải ăn. A Di Đà có thể cho cơm, cho thuốc. Nhưng mà A Di Đà không có ăn dùng, không có uống dùng. Chứ đừng nói tôi. Mà bây giờ ông làm sao chuyển? Ăn chay không tới 10 ngày. Bệnh mà không kiêng cữ ăn trái cây, ăn đủ thứ đồ độc. Làm sao mà chuyển cái tâm ý xìu? Quý vị mới thấy là cái quan trọng là cuộc sống mình làm sao gần thầy sáng bạn đành tạo cái yên ổn. Thành ra cái câu này đó cuối cùng là điện cha mẹ lợi cha mẹ đâu có hiểu đạo. Thì cha mẹ đâu có đồng ý mà cho con mình chết, muốn cầu cho sống. Mà ban hộ niệm thì lợi người ta muốn cho người này giảng sanh thôi. Nó đi ngược với nhau. Thành ra cha mẹ lợi thì cha mẹ ôm con khóc. Con cái bà con lại ôm lên, đỡ lên. Cô còn tỉnh chứ đâu phải là cô mê. Nhưng cô á khẩu thôi. Nói không được, cái đó mới là cái khổ. Mà có pháp môn tịnh độ thì kỹ nhất là cái quyến luyến. Nếu quyến luyến làm sao giảng sanh? Mình còn quyến luyến nó con cái rồi thì A Di Đà đâu có tiếp dẫn được. Mới cạn. Mà cản thì nó ngược với gia đình. Trời ơi, con tôi sắp sửa chết mà không cho tôi ôm, nó khóc không hỏi han gì hết. Rồi nó là mẹ của mấy đứa này mà cũng không cho hỏi han. Rồi bà con lên hỏi là không cho hỏi cái gì, chỉ niệm Phật thôi. Đi về hết đi, tôi không cần. Cái đạo gì kỳ khôi vậy? Cha mẹ mà không cho thương con, mà thương không cho khóc. Con mà thương mẹ cũng không cho khóc, không cho hỏi han gì hết. Nó ngược với cuộc đời. Cái đạo Phật nó khó hiểu. Mà nếu còn dính mắc cha mẹ thì A Di Đà làm sao tiếp dẫn được? Mình không chịu về. Dù Ngài đưa tay xuống mà dù mình không đưa lên thì Ngài cũng đầu hàng. Giảng sanh hay không là do ở mình, chứ không phải do A Di Đà. Rồi cuối cùng là đuổi ban hộ niệm người ta đi. Người ta là bà con cha mẹ thì người ta có quyền. Ban hộ niệm dần ấy tiêu nhiễu rút luôn. Cô á khẩu cô tức, cô học máu, máu ra hai bên mép, chết liền lập tức. Rồi chúng ta thấy là phải có cái sự hiểu biết. Quý vị phải sống làm sao tạo có hoàn cảnh cho mình, cho gia đình mình, tất cả đều an vui hết. Chứ mình độ mình rồi gia đình không độ nhiều khi nó chướng ngại. Thành ra muốn có trí tuệ thì phải có thiền định, cái tâm yên lặng thì nó mới sáng được. Cái tâm mình đó là một cái ly nước đầy cạn cáo. Rồi bây giờ muốn trốn trong thì phải làm sao? Lắc hoài phải không? Phải để cho nó yên lại. Rồi cạn cáo mới lóng xuống dưới. Phải vậy không? Thì cái tâm quý vị giống như cái ly nước. Cạn cáo nhóc hết. Quý vị để yên bắt đầu nó lắng xuống. Lắng xuống thì nó trong. Nhưng mà coi chừng cái trong này là cái trong của người trời. Pháp môn đối trị đè nén ở trong. Còn Phật không có. Phật là cái ly nước mà không có cặn cáo. Không cặn cáo là tự nhiên nó trong. Mà cái ly nước không cặn cáo, ly nước có cặn cáo mà để yên. Thì tôi đố quý vị mà phân biệt được cái nào là ly nước có cặn cáo. Cái ly nước nào không cặn cáo quý sư hoa nhìn được tôi chịu thua. Nó giống hệt. Phải vậy không nè? Bây giờ tôi lấy ly nước cặn cáo tôi để nó yên trong, là ly nước đây là tôi lọc hết để yên.
tôi đố vậy biết cái ly nào là ly có cặn cáu. Không biết. Thành ra cái người trời đó, người với trời dục giới đối với nhập lưu giống hệt. Mà nhập lưu là ly nước không có cặn cáu. Còn người trời là ly nước có cặn cáu mà đã lóng, cặn cáu nó ngủ ngầm. Còn bốn đường ác đó là cặn cáu nổi đục ngầu. Thành ra quý vị lắc đi, cái ly nước lọc cặn cáu lắc hoài nó cũng trong. Còn ly nước mà ngủ ngầm cặn cáu lắc một cái nó đục ngầu. Đây là trở về bốn đường ác liền. Để đụng chuyện tham sân si là bốn đường ác trước mặt. Rồi ngồi thiền niệm Phật nó đè xuống thì thấy mình giống như bậc thánh. Quý vị hiểu kịp không? Thì cái tu bữa nay tôi muốn nói đó là làm sao lọc hết cặn cáu. Mà làm sao để dùng pháp môn lọc. Mà pháp môn thì nó ngủ ngầm. Ngủ ngầm thì thấy nó trong. Mà thật sự không trong. Khi xả thiền tức là sự đối cảnh thì nó đục ngầu. Thì đối cảnh một cái lọt địa ngục ngạ quỷ lại. Rồi tu nữa đè xuống thì trở nên người trời. Rồi cho mình là nhập lưu là thánh chết. Đức Thái tử Siddhartha thấy cái chỗ đó. Ngài không chịu. Ngài quốc đầu Lâm Phất lại dạy cho Ngài vô sự sư tương tự như A-la-hán. Dám cho là tương đương A-la-hán. Ngài nói tương tự chứ không phải tương đương. Giống giống không phải đâu Ngài ơi. Rồi dạy cho phi tưởng phi phi tưởng. Thì tương tự như Lai. Thì Ngài nói cái này là tương tự chứ không phải tương đương. Rồi hai ông đạo sư đó mới nói, thôi Ngài không ai cao hơn tụi tôi đâu. Thì Thái tử Đê-sa nói phải, tôi đi hết cả Ấn Độ rồi, chỉ có hai Ngài là cao nhất. Nhưng mà cũng là pháp môn đè nén, pháp môn đối trị thôi. Thì hai ông nói thôi giờ vậy thì Ngài kiếm không được đâu, ở lại đây làm giáo chủ. Ngài nói không, tôi nhất định phải tìm được cái sự thật. Nghĩa là không còn cặn cáu nữa. Thì tất cả pháp môn đối trị đều thất bại. Các ngài là đối trị mạnh nhất. Nó tập trung kỹ, tập trung mạnh, tập trung lâu, tập trung sâu. Chưa có ai hơn hai ngài. Nhưng mà đè nén cách mấy thì cái cặn cáu vẫn còn thôi. Thì các ngài đụng chuyện các ngài cũng rất liền. Chúng ta thấy ông quốc đầu Lâm Phất đạt tới phi tưởng, phi phi tưởng tương đương Như Lai. Tương tự, cái ngài cho là tương đương. Thì nghe cái con cá mà nó ăn móng đó, thì chúng ta thấy con cá ăn móng mình lắng nghe mình có một tiếng ăn móng nhỏ xíu. Thì chúng ta ra cái bờ ao mà lặn tanh con má chúng ta nó lên nó ăn móng, nó đốt một cái bọt nước. Thì cái tiếng kêu nhỏ xíu à. Như tôi chắc bây giờ không nghe luôn tai điếc. Vậy mà mấy ngày nhập tứ thiền có ngày nghe bằng tiếng sấm nổ, bằng tiếng trời gầm. Nó lớn tới vậy, cái tâm các ngài quá thanh tịnh. Thanh tịnh bằng Như Lai mà. Thành ra nghe nó tiếng như là trời gầm, sấm nổ, ngài bực. Mà nói nữa mà tao xả thiền ra là tao giết tao bay hết. Do cái tâm này mấy con tứ tưởng mà. Rồi khi xả thiền ra có ngày nghe rồi tiếng cái ăn bóng nữa ngài nổi sân. Dần cái đọa xuống súc sanh. Từ cái quả thứ 8 là từ địa ngục lên phi phi tưởng là 8 tầng. Tức là 33 tầng trời đó là cái phần thứ 8. Xuống cái súc sanh là tầng thứ 3. Chúng ta thấy vậy. Nước nó đè lặn xuống rồi. Thì nó trong như Như Lai. Nhưng mà khi lắc xả thiền ra nó đục ngầu. Đục tới bằng với súc sanh. Chúng ta thấy là cái pháp môn người trời nó không bảo đảm. Thành ra Thái tử Siddhartha không đồng ý. Rồi sau khi nói thì lúc đó Thái tử là Bồ Tát, tức là chưa đắc quả Như Lai. Nói ai ngài nói đúng. Mà nói giờ Thái tử có thể chỉ được con đường A-la-hán Như Lai thiệt không? Ngài nói tôi cũng chưa đắc. Nhưng mà tôi sẽ tìm được. Nói ngài tìm ở đâu? Đạo có khi ở tại lòng ta. Hẳn nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiết già công phu.
chỉ có ngồi thiền thôi. Tôi chưa thấy, nhưng mà tôi loáng thoáng thấy rằng khi thiền định sâu, thiền định theo Phật giáo, thì tôi sẽ nhận được cái bất tử, cái A-la-hán thiệt, Như Lai thiệt. Rồi Ngài từ giả hai vị sư cuối cùng, hai ông thầy cuối cùng, Ngài ra đi. Đến dòng sông Ni Liên, thấy cảnh đẹp quá, cái cội Bồ Đề vĩ đại to lớn che đạp cả một cái bóng, che đạp cả một cái dòng sông. Rồi bắt đầu Ngài trải cái cỏ đó, Ngài ngồi thiền 49 ngày đêm không ăn không uống. Sau khi sa mai vừa ló dạng, Ngài thành Phật, thì Ngài mới nói: a ngộ, tất cả chúng sanh đều có cái bất tử, đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh từ xưa giờ vẫn là Phật, nhưng mà bị vô minh, tức là năm triền cái che đậy, che đậy. Người trời thấy cái năm triền cái này mới cải sửa, thành ra năm triền cái cao hơn thì vẫn là năm triền cái. Ngài thấy rõ là Ngài không cải sửa, thì năm triền cái vẫn còn, nhưng mà Ngài không cải sửa, Ngài để y chang như vậy. Mình đừng dính mắc nó thôi, mình đừng ghiền nó thì thôi. Tức là cái gì phải cải sửa, tam giới là tam giới, nhưng mình nhận địa ngục là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, chết. Cõi người trời là tôi, là của tôi, cõi trời dục giới, sắc giới là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, kẹt năm triền cái. Còn thấy người trời mà mình đừng dính mắt, mình không thấy đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, mình biết rõ thì cái biết này là Phật. Đâu có tìm ở đâu, nó ở ngay trong cái sanh tử. Ngồi nói vậy chứ không phải vậy. Thì cái này nó che đậy mình triền miên, cái là che đậy, triền là liên tục từ vô lượng kiếp. Cũng như mặt trời lúc nào nó cũng sáng, nhưng mà đám mây che nó. Rồi chúng ta dưới đám mây chúng ta thấy mặt trời tối, thật cái mặt trời cũng vậy, mây qua rồi sáng. Nhưng đâu phải tại mặt trời mà tại cái đám mây. Đám mây đó là năm triền cái, kêu chung là vô minh. Mà nếu không phân ra như chuyện nói là vô minh, chúng ta thấy nó cô động, mà phân ra năm triền cái thì tương đối nó rõ. Thì người trời thấy mà không rõ, do đó phải cải sửa. Cải sửa nó sáng hơn một chút, nhưng cũng lòn tuột về vô minh lờ mờ. Bây giờ làm sao hết, làm sao thì cải sửa nữa. Chỉ chừng nào thấy rõ mà không làm sao, mà thấy mà không làm sao thì làm sao rõ được. Thì cái đó để hạ hồi phân giải, theo sau nữa tôi sẽ giảng kỹ lại. Bây giờ chúng ta nói pháp đối trị của năm triền cái. Mà trước khi biết pháp đối trị, chúng ta phải đi sâu vào mổ xẻ nó, coi nó ở đâu trong con người mình. Thì nãy tôi có hỏi nó cái giới, cái định, cái huệ, cái gì nói hoài mà hỏi cái gì không có rành, không rành đó là vô minh đấy. Tôi biết mình sai thì cải sửa cho nó sáng hơn một chút, mà cũng chưa rành cũng lọt vào cõi trời. Tới chừng thấy giới định tuệ như là giới định tuệ thì chúng ta mới giải thoát được. Thì chúng ta trở lại. Thì quý vị ráng nha, rồi chút nữa rồi ghi lại cái trên bảng đó, rồi quý vị về nghe lại cái đĩa này. Chắc có chỗ tôi cũng giảng lộn nữa, tôi mới giảng lần đầu thôi, tôi thấy khó giảng lắm. Thì quý vị làm sao trừ được cái ngũ cục, thì kêu là thụy miên. Nó thụy là ngủ, miên là mê man, ngủ mà không còn biết gì hết, thì ngay lúc đó quý vị đã xuống địa ngục rồi đó. Địa ngục là không biết gì hết. Vật lý, khoa học kia là vật lý, sinh viên, bác sĩ rồi nó không biết. Tới chừng tôi giảng nó, trời ơi, phải mà sư giảng đạo Phật vậy, tụi con dễ hiểu quá. Cái gì nói địa ngục, con không biết địa ngục, mà có tính là không có địa ngục. Tôi nói ông cũng có địa ngục, xung quanh ông có địa ngục.
Ông nói xung quanh thì đúng rồi, địa ngục của con ở đâu? Tôi nói trong thân ông. Ông không hiểu. Tôi nói đây, con mắt có ghèn, lỗ tai có cứt rấy, lỗ mũi có cứt mũi, trong miệng có đờm nhớt, thân có mồ hôi, có phẫn tiểu. Cái đó là địa ngục đó ông, địa ngục của ông đó. Nếu ông sống mà ông tham ăn vậy đó thì ông tương đương với nó. Dễ hiểu. Rất là vật lý ở ngoài, vật lý ở trong. Còn sinh lý ở ngoài là có cái, nó có sự sống, rồi thọ cảm mới mượn cái sinh lý đó phát ra cái dễ chịu, khó chịu. Để mà nó khó chịu, nó đói, nó kiếm nước nó uống. Cái cây đâu có ăn, chỉ uống nước thôi. Ăn là ăn đất, thấy không? Rồi mà nó muốn có ánh sáng, có sự sống, nó phải ra ngoài ánh sáng. Mà nó đâu có biết bò, nó ở một chỗ, nó cái rễ nó bò. Mà không được đó thì chết. Rồi tới loài thú. Thành ra quý vị mới thấy trong kinh nói do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Thì tôi có giảng rồi, do duyên con mắt là sinh lý, do duyên sắc trần là vật lý, phát hiện nhãn thức là ngạ quỷ. Nào biết cái biết lờ mờ, biết dễ chịu khó chịu, không dễ không có. Do duyên lỗ tai, do duyên thanh trần là cái gì? Là nhĩ thức. Là do duyên có lỗ mũi, do duyên hương trần là tỷ thức, dài dài. Thì mắt tai mũi lưỡi thân, bên này sắc thinh hương vị xúc, thì phát hiện ra cái ngạ quỷ là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thành ra địa ngục hữu gián là sinh lý, tiếp xúc với địa ngục vô gián là vật lý, thì phát hiện ra ngạ quỷ là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, xúc. Còn ý là khác à. Ý là năm cái căn này, năm cảm giác này đưa lên cái đầu. Bây giờ chưa có dây thần kinh nha. Cái loài thú nó chưa có dây thần kinh. Cái loài người đó, cái đầu mới có dây thần kinh. Thì loài thú nó nhận cái sắc thinh hương vị xúc, nó có tư tưởng, cái đầu là tư tưởng. Chúng ta thấy đầu mình và tay chân thì cái nào quan trọng nhất? Cái đầu quan trọng nhất. Mắt tai mũi lưỡi nằm ở trên cái thân. Phải không? Nhìn mình à, tôi giảng ở trong mình chứ không có đâu á. Hai con mắt ở trên cái đầu, hai cái lỗ mũi ở trên đầu, hai lỗ tai ở trên đầu. Mà trước tiên là nằm trên thân. Thân là gồm có đầu, mình và tay chân. Phải vậy không nào? Ai có đi học rồi biết rồi. Nhưng mà cái mình, đầu mình và tay chân, cái nào quan trọng hơn hết? Chặt hai tay sống không? Chặt hai chân sống không? Chặt cái đầu sống không? Cái đầu là ngủm liền. Thành ra mà mình tay chân, cái đầu là quan trọng hơn hết. Thì tất cả mắt tai mũi lưỡi thân sắc thinh hương vị xúc đưa lên trên đầu, thì tất cả cảm giác của ngạ quỷ là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức đưa lên trên đầu. Thì súc sanh nó có đầu. Cỏ cây có đầu không? Cái cỏ cái đầu nó ở đâu? Ở dưới đất. Cái đít cái chân nó ở trên trời, phải không? Thành ra ngạ quỷ là sống lộn ngược, giải đảo quyền sắp tới và tự tướng năm tháng bảy. Còn súc sanh thì đầu đít ngang nhau, phải không? Súc sanh đi bốn chân chứ không có đi hai chân, cái đầu cái đít bằng nhau. Thành ra nó chưa có dây thần kinh, chưa có nghiệp. Thành ra từ ngạ quỷ súc sanh không thành Phật được. Muốn thành Phật phải tiến hóa lên người với trời, dục giới trời sắc giới. Nhớ không? Tôi giảng đi sâu rồi đó, sâu ở trong con người quý vị á. Đó thì cái đầu này nó nhận được mắt tai mũi lưỡi thân, nó mới cải sửa cái sắc thinh hương vị nãy là cái lờ mờ. Thấy có vật mà không biết vật gì, không biết người ta hay trâu bò,
nghe có tiếng mà không biết tiếng gì. Thì bây giờ con súc sanh rồi thú đó mới cải sửa người ta. Cái này con chó con trâu này người ta, thì cái đó kêu là pháp trần. Cũng như bây giờ tôi thấy cái đồng hồ, thấy cái ly, thì nếu mà tôi tiếp xúc lần đầu mà tôi là ngạ quỷ thì tôi thấy có vật, có vật trước mắt tôi, mà vật gì hả sư? Không biết, ngạ quỷ. Rồi bây giờ lên trên đầu, chưa có dây thần kinh ở cái đầu này, thì mắt tai mũi lưỡi nó nằm trên đầu, thì cái đầu nó tiếp xúc với cái sắc trần này, nó sửa lại thành ra pháp trần, cái ly. Cái này cái đồng hồ, cái này cái người ta, tức là có tư tưởng. Thành ra có cây chưa có tư tưởng, chưa có phân biệt. Cái này là chủ này, mấy vị thấy cây cổ thụ của mình, mấy vị về nó không biết mừng. Còn con chó nó biết không? Nó ngoắc đuôi, thấy chủ về nó lắc cái đuôi, nó có tư tưởng. Thành ra sắc thinh hương vị xúc đều được sửa lại cho nó rõ ràng. Thì cái đó không kêu là sắc trần mà kêu là pháp trần. Nghe tiếng nói, không biết tiếng nói của ai, có tiếng mà tiếng của ai? Ngạ quỷ. Còn bây giờ cái tiếng này đưa vô lỗ tai đưa lên trên đầu, cái đầu phân biệt là tiếng này tiếng của ông sư, tiếng này của Phật tử, tiếng này là tiếng con chó su tru. Thì bây giờ cái thinh trần này không kêu là thinh trần nữa mà kêu là pháp trần. Hiểu không nè? Có khó hiểu không? Nó dòm tới chân chân. Anh nghe tôi bắt đầu trả bài á. Tôi giảng rồi, kỳ tới là tôi trả rồi, tôi giảng nữa, giảng sâu nữa. Cái này tôi mới giảng đó là ngạ quỷ súc sanh, rồi tới người trời. Rồi tới sơ thì tới nhập lưu nhất lai, chừng nào đụng ở la hán thì mới thôi. Vì còn gặp tôi nhiều lần nữa. Về cái đĩa này nghe tới nghe lui, thấy không? Thì ít nhất cũng 20-30 lần mới hiểu nổi. Thành ra có người nghe tôi giảng pháp nó kêu giảng con chán quá, không hiểu gì hết. Tôi nói về nghe lại đi, 5 lần không được thì 10, 10 không được thì 20. Bây giờ gặp mừng quá. Rồi con nghe con hiểu rồi, chứ con nghe 30-40 lần con mới hiểu được. Chứ giảng cái gì mà khó hiểu quá. Mà đi lại trong con người con không. Bây giờ con thích, con mong cầu sư giảng ở đâu rồi con cũng tới để con nghe hết. Nó thực tế, nó ngay trong năng lượng. Ngay mình mà mình thấy khó hiểu. Mình lo ăn mặc ở bệnh, lo bên ngoài không, bên trong mà không lo. Tôi kéo trở về. Giờ theo dõi mình, đừng có theo dõi ngoài. Lên mà cái bắt cái mạng cả thế giới biết hết. Thế giới nước nào đánh lên sao làm sao, rồi vợ chồng cãi lộn chém giết nhau làm sao đâu cướp biết hết. Mà ở trong này đánh lộn mình không biết, ở trong này chiến tranh tùm lum chả biết gì hết. Đức Phật trở về mình, tôi bây giờ kéo quý vị trở về tìm hiểu mình. Tất cả đều ở trong này, địa ngục cũng đây, súc sanh cũng đây, trời cũng đây, mà Phật cũng đây. Quý vị để ý theo dõi cái tâm mình, cái tâm là chánh, thân miệng là cái tay sai của cái tâm. Để nắm được tâm là nắm được tất cả. Rồi vậy thôi ha. Còn có 1 phút nữa. 2 tiếng rồi đó. Tôi tính giảng 1 tiếng rưỡi mà tôi làm tới 2 tiếng. Tôi tới đây thôi 4 được á. Tức là quý vị phải để ý vật lý, sinh lý, căn trần. Rồi tới thức là ngạ quỷ. Rồi kỳ tới do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Rồi điểm gặp gỡ của 3 pháp này là xúc mới qua cõi người. Đây là có nghiệp. Rồi do duyên xúc là thọ mới qua cõi trời. Do duyên thọ là ái mới qua cõi trời vô sắc giới. Thì đây mới là tương đương với A-la-hán. Còn thọ thì tương đương tương tự với Bất Lai.
Còn người trời là thăng hoa cao lên tương đương với nhất giảng lại, thì chúng ta còn học hết giờ 2 tiếng đó, còn học dài dài. Thì cái này nó hơi khó hiểu đó, quý vị có chắc có thâu đĩa đó, quý vị về nghe lại, nghe chừng 30-40 lần đi thì bắt đầu hiểu. Nếu mà ngồi thiền nghe nhá, đừng có vừa nấu cơm vừa nghe đó, vừa rửa chén vừa nghe đó, không được, không hiểu đâu. Tôi không phải là tiểu thuyết, không có chiếc tiểu thuyết đâu, mà ngay trong con người này, mà con người này khó hiểu lắm. Quý vị phải ngồi thiền lặng lẽ. Ai mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm nghe pháp tôi khó nghe. Chừng nào khỏi cần niệm Phật nữa vẫn có tiếng niệm Phật, quý vị nghe để tôi dễ hiểu. Thì quý vị lâu rồi cố gắng, thành ra tôi mới nói là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, thì mới niệm Phật đếm từ 1 tới 10 đó mới trừ được cái ngũ dục với cái hung trầm. Rồi niệm Phật khỏi đếm mới trừ được cái nghi, nó tỉnh táo rồi. Thì nó nói nãy là phân biệt cái này là người ta, cái này con trâu, cái này con chó, thì đây là tương đương với súc sanh đấy. Cái bắt đầu có tư tưởng rồi khỏi cần niệm Phật nữa vẫn có tiếng Phật, thì bắt đầu qua khỏi trời đấy. Tới tôi lặp lại, chúng ta đi sâu một chút nữa, chứ để tôi mệt tôi giảng chắc hồi tôi lộn xộn, khó giảng, khó giảng. Tôi giảng tới đây thôi. Thì quý vị về đi coi lại cái đĩa này, rồi tôi bắt đầu trả bài á. Rồi nghe tôi nói trả bài trốn hết là không được á, trốn là tôi nghĩ tôi trốn luôn á. Nếu quý vị trốn là tôi cũng trốn á, tôi mệt lắm. Nhưng mà tôi nói thật sự, cái tâm tha thiết của tôi là muốn quý vị thành Phật, đừng có đi người trời nữa. Thành ra tôi trăn trở 40 mấy năm tìm sao giảng Phật pháp cho nó sáng tỏ. Thì cái năm truyền cái này tôi biết lâu mà giảng không chạy. Rồi tôi kinh Nam Tông thì mấy vị thiền sư bên đó giảng lộn ngược tùm lum, vô giảng tham dục trước. Tôi nói trời ơi, tham dục mà không giảng rành. Trong kinh chữ tham dục nó khó lắm. Tham dục của dục giới, tham dục sắc giới, tham dục vô sắc mà không ai giảng rành. Dục giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Tới người trời cũng nằm trong dục giới. Đó là cái sắc thân bên ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ham sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ, rồi tới tham dục của sắc giới, bỏ không có ăn uống ngủ nghỉ nữa mà ăn bằng cái hỷ lạc. Cái này quý vị thấy khó hiểu rồi, đó là cái thân dây thần kinh. Khi quý vị bỏ cái thân ngoài này rồi, quý vị ngồi 49 ngày 4 năm 10 năm thì quý vị vẫn sống như thường, rồi quý vị ăn bằng cái hỷ lạc, tức là ăn bằng các dây thần kinh chứ không ăn bằng cái miệng này nữa, mà ăn bằng súc thực. Thì quý vị khó hiểu, nhưng quý vị ngồi thiền tới nhị thiền khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, quý vị hiểu chừng đó đã sáng tỏ cái óc mình, cái huệ thông minh. Nhưng mà thông minh của cõi trời nha, chứ không phải thông minh của nhất vãng lai đâu. Nó giống hệt như cái thông minh nhất vãng lai, 2 ly nước tôi nói nãy. Thì thông minh của nhất vãng lai đó là không có nhập, không có xuất. Cái nước người ta không có cặn cáo nữa. Nhập là đè nó xuống, xuất ra là cặn cáo nổi lên. Còn nhất vãng lai người ta không có đè, bởi vì lúc luôn nó trống. Họ không có nhập, họ không có xuất, mà kêu là thường định, luôn luôn như vậy. Cái ly đó bây giờ quý vị lắc gì lắc, nó không có cặn là làm sao mà nó đục. Còn quý vị nhập nhị thiền hay không, thì quý vị tương đương với nhất vãng lai quả thánh thứ nhị. Mà khi xả thiền ra, xả thiền không phải là xả, quý vị đụng chuyện cũng là xả thiền, mất cái thiền định, quý vị nổi cáo liền, sân liền, thì sa đọa xuống dưới đó liền. Mà nhập lợi nhập không được thì phải tu giữ giới từ từ trở lại. Thành ra giới định tuệ nãy cô thiền giảng nói mới trúng có 50%, còn cái cô kia là bổ túc thêm cũng 40-50%. Cái gì nó không vững là cái gì tôi không có vững. Bằng tiên đầu tiên là phải giữ giới,
mà giới muốn giữ cho thanh tịnh phải nhờ hoàn cảnh chung quanh, nhất là ông thầy sáng kế là bạn lành. Mà thầy như thế nào là thầy sáng? Thầy có giữ giới ít nhất là phải 10 giới. Mà giờ chúng ta thấy là không có thầy nào giữ 10 giới. Ông nào cũng có điện thoại di động, cũng có tiền bạc, cũng đầy đủ thứ hết. Một hòa thượng nói tôi là sư không giữ giới, tôi nè, tôi giữ tiền, giữ vàng, giữ đô la luôn, miễn đường đến mắt thì thôi, tôi muốn quỳ lại. Đây là bậc A-la-hán. Mà thời này kiếm A-la-hán đỏ con mắt, A-la-hán dỗm thì có. Mình giữ mà đừng dính mắt thì được tốt, mà nói được làm được không? Tôi biết lâu rồi mà nói thiệt là tôi giữ là tôi dính mắt liền, tôi xuống xa địa ngục liền. Có thể 1-2 tỷ mà không dính, có thể cả 100 tỷ mà không dính, tới cả 1000 tỷ té một cái bịch. Đừng có tin mình. Đức Phật nói các con đừng tin dầu các con là bất lai. Bất lai còn luân hồi, còn về cõi trời sắc giới. Chỉ khi nào các con đắc quả A-la-hán, các con mới tạm tin mình. A-la-hán là không còn tư tưởng nữa. Mà không tư tưởng là lấy cái gì tám? Tất cả tham sân si đều do tư tưởng. Mà nhập lưu mới có mất đi 1/4 tư tưởng, còn 3/4 tư tưởng. Nhất vãng lai mới được 2/4 là Phật tánh, còn 2/4 là tư tưởng. Bất lai mới được 3/4 Phật tánh, còn 1/4 là tư tưởng. A-la-hán là dứt hẳn. Mà không tư tưởng lấy cái gì tham? Tham là do tư tưởng. Và trước khi dứt lời, tôi cũng cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thời gian thấm thoáng trôi nhanh, phù du kịp sống mong manh vô thường. Bao nhiêu năm tháng tha phương, bây giờ niệm Phật trở về cội.